Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp bóng đá Indonesia với Campuchia 19h30 ngày 9 tháng 12, bất ngờ sẽ xảy ra trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì những lý do khác nhau, Indonesia có thể đối mặt với những khó khăn khi đá trận ra quân gặp Campuchia ở AF Cup 2020. Indonesia có lợi thế về mặt thể lực khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên tại AF Cup 2020. Bên cạnh đó, việc được thi đấu sau các đội bóng ở bảng B giúp Indonesia có thêm những đánh giá xác thực về những đối thủ sắp tới. Đội bóng xứ văn đảo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch AF Cup 2020. Họ mới khép lại chuyến tập huấn dài ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây chưa lâu. Mới nhất, Indonesia vừa có chiến thắng 4-1 trước Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại châu Âu. Tuy nhiên, ở trận đấu đầu tiên tại AF Cup 2020 gặp Campuchia, HLV Shin không có sự phục vụ của 5 trụ cột quan trọng. Theo đó, Iggy chưa được câu lạc bộ FK Sinica của Slovakia cho phép trở về phục vụ tuyển quốc gia. Không những các câu lạc bộ nước ngoài, giải vô địch quốc gia Indonesia vẫn đang diễn ra nên các câu lạc bộ quyết giữ quân để thi đấu. Cụ thể, bốn cầu thủ gồm Hernando, Suta Jadi, Rizky Riho, Nadeo Awawinata, Ricky chưa góp mặt ở Singapore và chắc chắn không thể thi đấu trong lượt trận đầu tiên của Indonesia gặp Campuchia. Ở bên kia chiến tuyến, Campuchia vừa thất thủ 1-3 trước Malaysia ngày mở màn, dù có kết quả không như ý. Nhưng công bằng mà nói, Campuchia đã có màn thể hiện tương đối tốt trước Malaysia. Được quân huấn luyện viên Keisuke Honda nhiều thời điểm chơi ép sân, kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra những cơ hội rõ nét về phía khung thành của Malaysia. Dẫu vậy, đẳng cấp và kinh nghiệm chơi bóng vẫn còn hạn chế là những phần nguyên nhân khiến Campuchia không thể tạo ra bất ngờ trước Malaysia. Đối đầu với Indo, Campuchia chắc chắn vẫn bị đánh giá ở cửa dưới. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thủ đang không có lực lượng tốt nhất, nên chọn lối chơi hợp lý, thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất. Campuchia hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Indonesia. Đội hình dự kiến như sau, Indonesia, Riyandi, Asugawi, Arianto, Irianto, Ahan, Damono, Suleiman, Dewanga, Kambuja, Jaja, Walian. Đội hình của Campuchia, Sosela Keo, Chan Sophia Khan, Visan Soi, Sabates, Meng Chang, Sokun Phe Khot, Suhasasos, Chapolinon, Pitos Lim, Chan Thê Siang, Chan Văn Tình tiếp theo, từ Việt Nam chia quân đã tập, Tuấn Anh ghi bàn. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, từ Việt Nam tập buổi quan trọng về chuyên môn nhằm chuẩn bị trận đấu đầu gặp Malaysia tại AF Cup 2020 trong màn đá nội bộ, Tuấn Anh đã lập công. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo chia đôi lực lượng đội tuyển để tổ chức thi đấu nội bộ. Như thường lệ, đối với các buổi tập mang ý nghĩa về gia soát đội hình, lựa chọn nhân sự trước mỗi trận, huấn luyện viên Park Hang-seo hầu như chỉ đứng trên khán đài để quan sát sự thể hiện của các cầu thủ. Ông chỉ lên tiếng nhắc nhở chỉnh sửa học trò và chỉ khi nhận thấy những sai số rõ ràng về di chuyển chiến thuật với tính chất quan trọng của buổi tập, nên dù phải quân thảo dưới điều kiện thời tiết nắng gắt, nhưng các cầu thủ nỗ lực hết sức trong từng pha bóng, duy trì nhịp vận động ở tốc độ cao từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Tất cả thể hiện tinh thần quyết tâm, sự cạnh tranh tích cực nhằm có tên trong danh sách gia quân ở trận đấu gặp Malaysia diễn ra tối ngày 12 tháng 12 tới đây. Trong thời gian thi đấu nội bộ, tiền vệ Tuấn Anh đã ghi bàn cho tuyển Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về sự nghiêm túc và tinh thần tập trung của các học trò. Sự chuẩn bị của đội tuyển đang được vận hành theo đúng kế hoạch. Với chất lượng chuyên môn khá cao của buổi tập, chắc hẳn ông Park tìm ra đáp án cho đội hình thi đấu trận kế tiếp của tuyển Việt Nam. Cũng liên quan đến nhân sự đội tuyển, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, dự kiến cuối giờ chiều hôm nay có mặt tại Singapore, hội quân cùng đồng đội. Theo quy định về phòng chống dịch COVID-19, Lý Công Hoàng Anh sẽ được bố trí phòng riêng tại khách sạn và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Chỉ khi nhận được kết quả âm tính với COVID-19, tiền vệ này mới được xin phép sinh hoạt chung cùng toàn đội. Chiều nay, các cầu thủ được tạo điều kiện nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Riêng ban huấn luyện chia thành hai nhóm, trực tiếp ra sân dự khán trận đấu Malaysia gặp Lào diễn ra lúc 17h30, Indonesia gặp Campuchia diễn ra lúc 20h30. Tuyển Việt Nam sẽ chinh phục AF Cup nhờ bộ đôi Hoàng Đức Quang Hải. Với phong độ đỉnh cao của Hoàng Đức, giúp huấn luyện viên Park bớt nỗi lo vắng Hùng Dũng, trong khi Quang Hải hứa hẹn chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Vị trí tiền vệ trung tâm từng là cơn đau đầu cho huấn luyện viên Park Hoa Tại AF Cup 2018, ông Luân viên dùng 5 cầu thủ Hùng Dũng, Huy Hùng, Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường đến năm 2019 tại vòng loại hai World Cup 2022, ông tìm thấy bộ đôi ưng ý Lý Tưởng, Tuấn Anh, Hùng Dũng. Hoàng Đức lúc đó vẫn là cầu thủ trẻ. Hùng Dũng vắng mặt và Tuấn Anh thì vẫn mong manh, nhưng ở AF Cup 2020, khu trung tuyến không còn là bài toán khó với huấn luyện viên Park Hang-seo. 4 năm làm việc, năm giải lớn cùng nhiều lần sàng lọc nhân sự, giúp ban huấn luyện sàng lọc ra những cái tên tốt và sẵn sàng nhất. Trần thương của Hùng Dũng được bù đắp hoàn hảo bằng Hoàng Đức, Tiền vệ câu lạc bộ Viettel được trao cơ hội ở trận gặp Malaysia hồi tháng 6 trước khi chiêm suất đá chính với 8 lần liên tục xuất hiện ở đội hình xuất phát. Hoàng Đức là tiền vệ trung tâm toàn năng với tầm nhìn, khả năng xoay sở đi bóng qua người, đánh chặn cũng như cảm quan vị trí để xuất hiện ở điểm nóng. Tại vòng loại World Cup 2022, do tuyển Việt Nam gặp các đối thủ mạnh nên Hoàng Đức không thể hiện nhiều ở khâu tấn công. Cầu thủ sinh năm 98 lùi sâu che chắn cho bộ ba trung vệ, hợp các tiền vệ khác tạo thành lá chắn tuyến 2. Tuy nhiên, AF Cup 2020 là sân chơi phù hợp để Hoàng Đức chứng tỏ khả năng tấn công, bao gồm khâu kiểm soát bóng và kiến tạo, thậm chí sút xa ghi bàn như siêu phẩm và lưới U22 Indo ở SEA Games 30. Trong trận gặp Lào, Hoàng Đức thể hiện tốt khả năng cầm trịch khi đá cặp với Xuân Trường, tiền vệ 24 tuổi châm ngòi cho bàn mở tỷ số với pha rót bóng đẹp mắt cho Hồng Duy thoát xuống ở cánh trái trước khi bóng được đưa vào trong cho công phượng lập công. Đường chuyên thể hiện nhãn quan và kỹ thuật ấn tượng của Hoàng Đức Điểm mạnh của Đức là khả năng thích nghi, dù đã cặp với Tuấn Anh, Xuân Trường hay Quang Hải, chàng trai quê Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ. Trận gặp Malaysia hồi tháng 6 là lần hiếm hoi, Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm nhưng lập tức chứng tỏ khả năng. Đó là thành quả mài rũa nhiều năm. Từ khi khoác áo U20 lên đội U22 đến khi có suất ở tuyển quốc gia, Hoàng Đức chơi với rất nhiều vị trí, tiền vệ, tiền đạo, thậm chí là trung vệ. Tiền vệ nhà trưởng câu lạc bộ Việt theo có thể thi đấu nhiều hệ thống chiến thuật với những yêu cầu chỉ dẫn khác nhau từ các huấn luyện viên. Hoàng Đức phát triển gần giống với đàn anh Hùng Dũng, anh đủ điều kiện tiến xa. Tại AF Cup 2020, Hoàng Đức có thể chơi càng hay khi đặt cạnh Quang Hải. Trong bối cảnh Tuấn Anh chưa lấy lại phong độ, còn tuyến tiền đạo thì đang chật trội, Quang Hải có thể được kéo xuống đá giữa. Tại ASEAN, AF Cup 2018 hay vòng chung kết U23 châu Á 2020, Quang Hải được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm và thực chất chơi khá tròn vai theo chuyên gia phan anh tú quang hải mang phẩm chất ngôi sao để tạo ra khác biệt quang hải có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt gửi bóng tinh tế thả bóng cho tuyến hai ra chân rất tốt quang hải được kéo về giữa đá bởi từ việt nam cần xoay bài có những phương án đa dạng hơn ông tú khẳng định khả năng đập nhả truyền ngắn nhuẩn nhuyễn của hoàng đức quang hải là bệ phóng hoàn hảo để giải phóng cho hàng tiền đạo tiến linh là cầu thủ hưởng lợi trực tiếp với những pha trọc khe thả bóng tinh tế của đồng đội Trần Sút sinh năm 97 không chỉ ghi bàn ở 3 trận gần nhất, nhưng ở AF Cup 2020, nơi tuyển Việt Nam tấn công nhiều hơn, việc được thi đấu với hàng tiền vệ giàu kỹ thuật sáng tạo như Hoàng Đức Quang Hải, Tiến Linh có thể dựa vào tốc độ và khả năng chạy chỗ không bóng, nhà đạn đều đạn hơn. Tin tiếp theo, thầy Park lo sợ các buổi tập của tuyển Việt Nam có gián điệp. Nghi ngại bị lộ chiến thuật, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các buổi tập của tuyển Việt Nam phải được bảo mật một cách tuyệt đối. Sau chiến thắng 2-0 trước Lào ở ngày gia quân, tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt trận thứ hai trước khi đối đầu Malaysia ngày 12 tháng 12. Còn nhiều thời gian để tập trung cho trận tiếp theo, thầy Park đã giảm tải áp lực cho học trò bằng các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn. Mặc dù đội đang có tâm lý vô cùng thoải mái nhưng huấn luyện viên Park Ha-seo có điều cần lo ngại. Được bố trí tập riêng trên sân hầu gang ở khu đông dân cư, có nhiều tòa nhà cao tầng nên ông thầy người Hàn Quốc sợ rằng tuyển Việt Nam sẽ bị các đối thủ khác theo dõi từ xa. Vì vậy, một số thành viên trong ban huấn luyện đã được giao nhiệm vụ quan sát xung quanh sân để đảm bảo các buổi tập của tuyển Việt Nam được bảo mật tuyệt đối. Các trường hợp ghi hình trái phép sẽ được báo cáo ngay cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng như ban tổ chức AF Cup 2021 để có các biện pháp xử lý kịp thời. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12, đội tuyển sẽ chuyển lên tập vào buổi sáng để chiều cùng ngày, huấn luyện viên Park cùng các trợ lý trực tiếp tới sân theo dõi các trận đấu tại bảng B. Vì còn nhiều thời gian chuẩn bị, ông Park không vội vàng để cao khối lượng vận động cũng như đưa ra phương án rèn rũa sâu hơn về chiến thuật. Ngoài lợi thế có thời gian chuẩn bị nhiều hơn, tuyển Việt Nam cũng đón tin vui khi mà Lý Công Hoàng Anh chuẩn bị đáp chuyến bay sang Singapore để hội quân cùng đồng đội. Trận đấu với Malaysia vào ngày 12 tháng 12 tới đây được ông Park đánh giá là trận chung kết của bảng B và có thể quyết định trực tiếp tới tấm vé lọt vào bán kết của hai đội. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.